Chào mọi người đã trở lại với kênh của Út Nhí nha mọi người. Thì bữa nay Út Nhí với bạn đi công ruộng á, thì tình cờ phát hiện được cây dừa đuông nha mọi người. Thì nãy giờ chạy về gom đồ vô đang định đốn ha, thì cũng rủ được Hiếu với cu đất đi theo. Thì mời mọi người theo chân của Út Nhí vô chặt đuông nha. Bữa dạo này nó mới nắng nè. Ăn mà phải chớm các bạn à. Ê, ê. Ảnh đứt ảnh nhúc nhích đó mà. Đang nhảy phốp giống mày vậy. Đầu quay xe qua đây đó. Đảo á. Đảo vô rồi. Ảnh bò lý nhớ nè. Con này nhỏ. Con này đựng ly à. Quăng các bạn ở ngoài đi, hồi chặt sau đi. Bữa này có nè. Quăng để dưới ngoài đi, hồi mình rửa, mình cầm mình chặt nha. Cái đó trong mấy cuốn nó đó đó. Ủa nắng chứ ta. Có già gần già, già cỡ vàng mới ngon nè. Này ăn giòn lắm. Phía trong cây này có hồi chặt ra phía trong đi. Trời má luôn không biết có. Thấy chưa có ra nè, chưa có lỗ ra nè. Này chắc còn á. Bla. Còn. Còn mấy cha khăn ơi. Già mọi người. Đây cũng dần già. Đang múa vòng nữa. Cho con bạn này xin đi. Này có nè. Cái bạc mới quá chắc có. Có này nha. Đỡ luôn ạ. Đó các bạn ơi. Nó núp mặt chú đít ra, nó núp cái đầu chú đít ra mọi người. To quá mọi người ơi. Đã ghê chưa. Đó. Búp đít nè. Búp đít đó bò. Không dám làm mạnh. Sao mắc mới gì nãy giờ có bạn em lấy chứ nhiêu. Chiêu kỹ thật. Để nguyên lấy nhé. Rồi. Con này mà bơi nước mắm rồi hết bài luôn. Còn con nó gì đây. Con có lỗ bự quá. Mà mất yên rồi. Chui ra rồi. Đó nè. Hai em. Dạ. Đừng cái. Cắt đầu hai mày cho mà khỏi đẻ luôn. Quá hại mùa màng quá. Mình chích cho nó luôn vậy. Dạ nó chích nó lại. Rồi đầu cái hụt nó mất tiêu cái hụt như gùa nhỉ. Nè. Đây nổ nè, nổ này đi rồi. Nó mới dùng ra gì nè.
này còn này. Trời ơi, đâu dữ vậy? Đi hết rồi nè, chứ thôi nhóc đây luôn á. Em dính tay nhóc nè. Không, thôi. Không cục cục gì vậy, không biết còn không đây. Ý còn đã cỡ vậy hồi chiên ăn ngon. Ông gì chứ chảy máu à ông? Chích vô chích ra đi. Này già. Mà cái nó dính dài. Không đúng rồi. Ừ. Ngắt đầu đi, bẻ đầu đi, nó bỏ. Rắc cái cổ còn đi chui ra, rồi dài thằng. Bẻ đầu đó. Dạ dạ dạ. Ồ dán nè. Chặt thổi gom vô trong nhóc luôn. Giá cái này còn non nha, nãy giờ đi về nhiều quá trời. Gần già. Này hết xe vòng kìa. Dạ, thôi ra đường dài kìa ông ơi. Rồi ra đó. Nắng quá nắng. À da. Buông ra. Ra 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 ra. Nào. Bẻ đầu nó hồi nó dính móc cái kia đó, nó bị lủng á. Đi hết rồi. Đi hết trời, thằng già không ra. U. Đỉnh đỉnh vô đây làm kén cho mày nè chứ chưa đi. Lên đây sao cài lên trên gần yếu người ta. Vô trong rồi. Vô trong cái hũ này, hũ đó hả? Vô cũng đỡ, không dưới được kìa kìa thằng nội. Trời ơi, ổ mới hết sức luôn, già nản thiệt chứ. Đây, đừng kẹp mấy người cô. Ê á. Ê, bị đun cắn có sao không? Hả? Chạy về chích ngựa đi ông nội ơi. Giỡn hoài không? Thiệt à. Cắn cái đau á. Ra máu luôn rồi nè. Ôi ôi, anh đứt bự. Lử luôn. Nè lú đậu đây luôn rồi nè. Thôi đem con lấy này. Trời ơi. Ôi. Trời ơi. Kìa. Bự bằng nè, bự bằng. Cái luôn. Bằng bự hơn cái nữa nè. Quá ngon, quá ngon. Em nào nữa không? Ồ, đúng nè. Đi thắp kim luôn rồi, đi ấy thì thắp kim. Ấy thì thắp kim hả? Ôi, cái gì vậy? Vậy hết hồn vậy? Hết hồn. Hết hồn hết rồi. Trời ơi. Đấy. Vô tình là vậy mà tưởng đâu đi ít đơn rồi chứ. Đâu. Mày hả bưởi. Đừng có dọc đó, dọc dọc họ nó bây giờ bị. Nhẹ là được. Cửa năm hai. Ừ.
quá. Đó, đó, đó. Đâu? Ý, mini dâm. Mini, con này mini nè. Không còn miếng tô hủ luôn rồi. Đâu nghe nè, nắm lên nè, bật lên gãy nè, nè đây ông ơi, nghe không? Ui, dạ. Dịch quá thì chặt mình cũng tìm về mua gạo bán, mua gạo mà giờ chết rồi. Ai về cũng về nấu cháo đến rồi. Không có tiền, không có tiền mua gạo cũng đủ này nấu cháo ăn đủ nha đất. Không. Dán không à? Mọi người cho mình gỡ ra con bự. Mấy con này cũng tính là con đu không ta? Dạ đấy đất. Dạ đấy. Mấy con này cũng tính là con đu. Mini. Video của mình đến đây cũng nó dài hả mọi người. Mọi người xem hay nhớ cho mình một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Chào tạm biệt mọi người nha.